Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên thực tế trong khoảng vài thập niên trở lại đây, có không ít vụ mất tích cho tới nay vẫn không chút manh mối. Gia đình những người mất tích đó chắc chắn chưa bao giờ từ bỏ hy vọng. Họ vẫn ngày ngày trông mong một phép màu giúp đưa con em mình trở lại, hoặc ít ra là một chút tin tức nào đó. Thế nhưng, cả một thập kỷ sống thấp thỏm đổi lại vẫn là con số không tròn chỉnh. Một họa sĩ chỉ nhắn nhủ với vợ, anh bị người ta bỏ bùa rồi biến mất đầy bí ẩn, hay vụ án cô vợ cùng con trai biến mất cùng với nhiều lời đồn đoán ly kỳ bí ẩn đã trở thành những vụ mất tích bí ẩn kỳ quặc nhất Sài Gòn. Vào ngày 21 tháng 2 năm 2012, chị Mai Hoa, sinh năm 1985, ngụ xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, là vợ của anh Xuân, bất ngờ trình báo lên cơ quan chức năng là anh Tạ Ngọc Xuân, sinh năm 1979, quê Lâm Đồng, chồng của chị, bỗng dưng mất tích không rõ lý do. Trong trạng thái hoảng loạn, chị Hoa kể lại, lần cuối nhìn thấy chồng là vào sáng cùng ngày. Như thường lệ, anh Tạ Ngọc Xuân, chồng chị làm việc tại xưởng vẽ tranh Cầu Vòng, ấp 4, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, vẫn đi làm từ sáng sớm. Nhưng ngày hôm đó, đến tối muộn, chị vẫn không thấy chồng quay trở về nhà, dù công việc khiến anh Xuân thường xuyên trở về muộn. Thế nhưng, ngày định mệnh đó, chị đợi mãi nhưng vẫn không chờ được chồng trở về. Dù liên tục gọi điện thoại, nhưng điện thoại của chồng lại không có tín hiệu. Lo lắng cho chồng, chị thức thâu đêm, những cuộc gọi triền miên vẫn được chị kiên trì gọi vào máy chồng. Dường như sự kiên nhẫn của chị được đền đáp, khi vào lúc 2 giờ sáng ngày 22 tháng 2, chị gọi vào số máy của anh Xuân thì thấy đầu dây bên kia đổ chuông. Nhưng chưa kịp vui mừng thì nội dung của điện thoại với chồng khiến chị không khỏi suy sụp. Lúc nghe thấy giọng của chồng, chị vội vàng hỏi anh đang ở đâu. Nhưng lúc này, giọng anh Xuân vang lên đứt quãng, đầy mơ hồ, mê man. Anh đây vợ yêu, anh bị người ta bỏ bùa và đang chạy trên đường An Thới Đông, quận 12, gần nhà anh Tư Đô, bạn thân của anh Xuân. Vừa nói dứt câu, điện thoại đầu bên kia đã bị cúp máy. Quá hoang mang và chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra, chị Hoa liên tục gọi lại cho chồng, nhưng tất cả đều rơi vào tình trạng không thể liên lạc được. Thời điểm chị nghe giọng của chồng trong điện thoại giống như đang đi ngoài đường lại càng khiến chị hoảng loạn hơn. Chị Hoa vội vã gọi cho người bạn của anh Xuân tên Tư Đô. Thế nhưng, khi liên lạc với người bạn mà anh Xuân nói trong điện thoại, chị Hoa một lần nữa như chết lặng khi người này cũng không hề biết tung tích chồng mình. Người bạn này sau đó cũng đã đi tìm anh Xuân tại nơi mà anh nói qua điện thoại, nhưng tất cả đều vô vọng. Một đêm không ngủ, chị Hoa vẫn không từ bỏ liên lạc với chồng. Chị liên tục gọi điện thoại và một lần nữa điện thoại của anh Xuân liên lạc được. Vội vàng nghe máy nhưng chưa kịp hỏi điều gì, chị Hoa đã nghe thấy đầu dây bên kia vang lên những tiếng thì thào không rõ của anh Xuân. Anh đây, anh này em yêu. Nhưng chưa nói dứt câu, điện thoại của anh Xuân chỉ còn lại những tiếng tút 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 nối dài. Tiếp tục gọi lại, đầu dây bên kia cũng chỉ là khoảng không im lặng đến đáng sợ. Và lúc này là 5 giờ sáng ngày 22 tháng 2. Kể từ cuộc gọi cuối cùng đó, chị Hoa hoàn toàn mất liên lạc với chồng. Ngay sau sự mất tích đầy bí ẩn của chồng, chị đã trình báo sự việc lên cơ quan công an. Nhưng dường như mọi điều tra đều không có kết quả, vẫn không có bất kỳ một tung tích nào của anh Xuân. Giữa sự vô vọng, hoảng loạn bao trùm, chị Hoa vẫn không từ bỏ việc tìm chồng. Chị bắt đầu suy nghĩ lại tất cả những gì trong cuộc sống của vợ chồng trong hơn một năm qua, về những khả năng mà anh Xuân có thể bỏ nhà ra đi. Nhưng dù suy nghĩ nát óc, chị cũng không nghĩ có một lý do nào khiến anh Xuân phải làm như vậy. Chị và anh Xuân đã lấy nhau được hơn một năm nay. Giữa hai vợ chồng không có gì bất hòa, cuộc sống vợ chồng yên bình trôi qua mỗi ngày khi anh Xuân vẫn đi sớm, chiều về tại xưởng vẽ tranh Cầu Vọng, ấp 4, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè. Còn chị công tác ở phòng nhân sự của một công ty tại huyện Nhà Bè. Công việc của hai vợ chồng đều tạm ổn định và đủ trang trải cho cuộc sống hàng ngày. Và từ lời hàng xóm chị được biết, ngày anh Xuân mất tích, buổi sáng hôm ấy, khi anh Xuân đi ra khỏi nhà vào khoảng 9 giờ, cũng không mang theo vali hay đồ đạc như để đi xa. Cùng với đó, toàn bộ tài sản trong nhà của hai vợ chồng vẫn còn nguyên vẹn. Với tất cả những điều đó, sự mất tích bí ẩn của anh Xuân càng khiến chị nghi ngờ. Chị gần như hoảng loạn tột độ, ngày nào cũng mòn mỏi tìm chồng, nhưng tất cả đều vô vọng. Ngay sau khi xác định anh Xuân mất tích, chị Hoa liền báo cho người thân và cơ quan chức năng để vào cuộc tìm kiếm, nhưng đến nay vẫn không có kết quả. Sự mất tích kỳ bí của anh Xuân khiến gia đình nghi ngờ có ai đó đã bỏ bùa mê thuốc lú rồi dẫn anh đi. Thế nhưng tất cả cũng chỉ là suy đoán, họ cũng không biết người đưa anh Xuân đi vào đêm ấy có mục đích gì. Bởi một thời gian sau khi anh Xuân mất tích, cũng chẳng ai liên lạc để tống tiền và cũng chẳng ai hay biết anh Xuân đang ở đâu và ra sao. Còn về chuyện tình cảm, cuộc sống vợ chồng, theo chị Hoa, anh Xuân và chị sống với nhau rất hạnh phúc, hoàn toàn không có chuyện xích mích, mâu thuẫn để đến mức anh Xuân phải dựng vở kịch bị bỏ bùa rồi bỏ nhà ra đi. Sự mất tích đầy bí ẩn và kỳ bí của anh Xuân khiến chị Hoa gần như tuyệt vọng.
loanh quanh khoảng một thời gian, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh còn xảy ra một vụ mất tích bí ẩn khác. Ba người cho tới bây giờ vẫn bắt vô âm tín, bao gồm hai mẹ con cậu bé 4 tuổi và một người phụ nữ hàng xóm ở ấp Mỹ Hòa 1, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn. Người mẹ là chị Phương, sinh năm 1984, cháu Thơ, sinh năm 2007 và người hàng xóm tên Ung. Thoạt nghe, nhiều người có thể nhanh chóng nhận định đây là một vụ giận chồng ôm con bỏ đi. Tuy nhiên, việc người hàng xóm thân thiết với gia đình cũng mất tích khiến anh Kiên, sinh năm 1972, chồng chị Phương hoang mang rối bời, không biết phải suy luận theo hướng nào. Anh Kiên nhớ lại, ngày vợ con mất tích, vào khoảng buổi chiều, anh có nói với vợ là mình đến trường mầm non gần nhà để đón con, tức cháu Thơ. Tuy nhiên, vì chưa đến giờ đón bé, nên anh Kiên mang xe gắn máy đến tiệm sửa xe, tranh thủ sửa vài thứ. Khi đang ngồi tại tiệm sửa xe, chờ lấy xe, anh có nhận được cuộc gọi từ một số máy lạ. Tuy nhiên lúc này, anh không nghe máy vì thấy số điện thoại lạ, nên cho là ai đó chọc ghẹo. Nhưng điện thoại liên tục reo, anh đành phải nghe máy. Thế nhưng đầu dây bên kia lại là vợ mình, và chị Phương có nói rằng để mình đi đón con. Mặc dù trước đó anh Kiên đã bảo rằng anh đi đón, nhưng vợ anh vẫn liên tục nài nỉ để mình đến đón con và lấy lý do là có chuyện đi gần trường nên tiện đón con luôn. Nghe thấy vợ nói như vậy, anh Kiên cũng không nghi ngờ và đồng ý. Sửa xe xong, anh đi về nhà mà không qua trường mầm non đón con nữa. Tuy nhiên khi về nhà, ngồi chờ mãi đến tối không thấy vợ con về, gọi lại theo số máy mà vợ mình lúc chiều gọi đến thì thấy máy đã tắt. Anh tiếp tục gọi điện vào số máy vợ vẫn thường dùng, nhưng điện thoại đổ chuông lại không có ai nghe máy. Và đến 20 giờ 20 phút cùng ngày thì số máy của vợ vẫn thường dùng đã không liên lạc được nữa. Vợ còn mãi không thấy về, anh Kiên vô cùng lo lắng vội vã đến trường mầm non nơi con trai anh theo học đi tìm hiểu, thì cô giáo cho biết vào buổi chiều chính vợ anh đã đến đón cho bé. Tuy nhiên, thông tin sau đó mà cô giáo cung cấp khiến anh không khỏi lo lắng khi vợ anh đến đón con, đi cùng còn có một người phụ nữ khác. Lo sợ vợ con gặp nguy hiểm khi đi với người lạ, anh Kiên đi khắp những nơi quen biết mà mẹ con chị Phương có khả năng tìm đến, nhưng tất cả đều vô vọng. Tìm kiếm vợ con đến nửa đêm nhưng vẫn bật vô âm tín, anh Kiên quay về nhà. Tuy nhiên, khi đang suy nghĩ về mọi chuyện xảy ra, anh phát hiện số lượng lớn tài sản trong nhà gồm một xe máy, tay ga cùng số tiền 90 triệu đồng mà anh cất giấu cùng nhiều giấy tờ tùy thân của chị Phương đều đã biến mất. Điều này càng làm cho anh hoang mang hơn. Khi còn chưa kịp suy nghĩ tại sao vợ lại ôm con, ôm tài sản bỏ đi, anh Kiên lại tiếp tục được hàng xóm cho biết rằng mỗi khi anh đi làm vắng nhà, người phụ nữ này thường xuyên qua lại. Bất chợt anh nhớ lại, có lần anh về nhà có gặp người phụ nữ lạ trong nhà, nhưng anh cũng chỉ nghĩ hàng xóm đến chơi đơn thuần mà thôi. Trước sự mất tích bí ẩn của vợ, con và nhiều tài sản có giá trị trong nhà, cùng với đó là mối quan hệ bí ẩn của vợ cùng với người phụ nữ hàng xóm, anh Kiên gần như tuyệt vọng và phải nhờ sự can thiệp của cơ quan chức năng. Điều mà anh lo lắng nhất là bé Thơ, con trai anh. Anh không dám tưởng tượng được bé sẽ sống với mẹ mình cùng người lạ như thế nào. Tất cả khiến anh như phát điên. Nhưng rồi khi bình tĩnh suy nghĩ lại, anh Kiên cho rằng cuộc sống kinh tế của gia đình anh cũng thuộc vào loại kha khá tại địa phương. Hạnh phúc gia đình vốn êm ấm nhiều năm qua, giữa hai vợ chồng cũng không xảy ra chuyện bất thường hay mâu thuẫn. Thế nhưng khi con trai mất tích cùng vợ anh thì anh mới hay mọi chuyện đều có thể xảy ra. Đặc biệt khi nhớ lại cuộc nói chuyện với hàng xóm trước đây, mọi người cũng đã từng bóng gió khuyên anh về chuyện cứ mãi làm ăn để vợ ở nhà quá rảnh rỗi. Tuy nhiên gia đình anh vẫn hạnh phúc, êm ấm, không có gì bất thường. Nên sau cuộc điện thoại ấy, anh không hề nghĩ mọi chuyện lại đi đến nước này. Cơ quan chức năng vẫn nỗ lực để điều tra về sự mất tích bí ẩn của vợ và con trai. Nhưng về phần anh Kiên, có lẽ anh vẫn đang chìm trong hoang mang, bối rối, đi tìm câu trả lời tại sao vợ lại ôm con bỏ đi, không lời giải thích. Đến đây thời lượng của chương trình đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.